Thân mến, kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng truy cập và theo dõi kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Các bác và anh em thân mến, trong video clip ngày hôm nay, Phụ Kiện Audio xin phép được giới thiệu với tất cả các bác và anh em một chiếc đầu giải mã âm thanh tích hợp dây đề, một sản phẩm 2 trong 1 của hãng Suka Audio sản xuất, giúp việc nghe nhạc mạng, nhạc số, nhạc chất lượng cao qua TV này, điện thoại này, máy tính bảng, laptop hoặc là máy tính của các bác và anh em được hay hơn và mượt mà hơn. Ngay bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết vào dòng sản phẩm này để các bác và anh em chúng ta cùng tham khảo nhé. Đầu tiên là về cái vỏ hộp sản phẩm, là bìa cắt tông và khá là to và dày này. Đấy, một lượt dòng sản phẩm. Và trên này là slogan của hãng này, Chen Smith Nature Music. Bên cạnh này thì sẽ là tem của sản phẩm với model. Ghi tem ở đây, ghi model này, Suka DAC T1 các nhá, Suka DAC T1. Đó là về ngoại hình vỏ hộp của sản phẩm. Bên này họ có đánh dấu màu là màu đen này các bác nhá. Ngay bây giờ em sẽ mở hộp sản phẩm ra, giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về dòng sản phẩm đầu giải mã âm thanh tích hợp dây đề này. Khi mở hộp ra thì bao giờ chúng ta cũng có thể có những cái lớp xốp chống sốc cho sản phẩm trong quá trình vận để trong quá trình vận chuyển, tránh làm hư hại thiết bị bên trong. Và bên trong này chúng ta sẽ có thêm này một phiếu bảo hành của hãng như này nữa. Phiếu bảo hành này thì các bác và anh em khi mà mua về thì nên giữ nguyên lại nguyên trạng vỏ hộp này cũng như là phiếu bảo hành để dễ dàng bảo hành trong quá trình chúng ta sử dụng. Và sản phẩm này thì được bảo hành theo hãng trong vòng 1 năm các bác nhé. Bảo hành theo hãng trong vòng 1 năm tính từ ngày các bác và anh em chúng ta nhận hàng. Và đây chúng ta sẽ có thêm một quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như là đầy đủ các thông tin thông số của sản phẩm ở trong này. Có thể nổi trội như là giải mã 24 bit 192 kHz này. 24 bit 192 kHz, cổng PC USB thì hỗ trợ từ Win 7, Win 8, Win 10 này, Mac này. Và tai nghe thì có cái trở kháng từ 16 đến 300 này. Đấy, độ mèo tiếng rất là thấp này. RCA là 0.08 này, HP là 0.05 này. Rất là nhỏ thôi, độ mèo tiếng rất là nhỏ. Và con này là Bluetooth 5.0 các anh nhá. Bluetooth 5.0 có chip của Qualcomm của Mỹ luôn và có cả chip giải mã của Mỹ nữa. Và bên trong này thì những cái phụ kiện chúng ta sẽ có một cái sợi dây kết để kết nối đầu cổng PC USB này. Cổng PC USB thì ở đây là chuẩn USB một đầu A, một đầu B, một đầu vuông, một đầu dẹt như này. Về cái cổng PC USB thì ngoài việc chúng ta cắm vào laptop hoặc máy tính thì cũng có thể sử dụng thêm cái jack chuyển OTG để cắm vào cục sạc điện thoại để chúng ta nghe nhạc cũng được. Dây về dây PC USB, ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái điều khiển từ xa rất là thuận tiện để các bác và anh em chúng ta sử dụng nhé. Tắt mở này, select chuyển chế độ này, mute để tắt tiếng này, và dây đèn thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ có thêm một phần là để chỉnh bát chép này, đấy, chép trừ, chép cộng này, bát cộng, bát trừ này, và có cả để bật to be on, to be off như này nữa. Có nghĩa là khi mà chúng ta không muốn sử dụng chức năng dây đèn, chúng ta ấn to be off thì chiếc đầu giải mã âm thanh này nó sẽ chỉ là một chiếc đầu giải mã âm thanh độc lập thôi. Khi mà bật to be on lên thì nó sẽ là đầu giải mã âm thanh tích hợp cả dây đèn, to nhỏ âm lượng, deep play ở đây nó chính là cái nút để tắt màn hình nhưng mà vẫn sử dụng ra nhá, tắt màn hình nhưng mà vẫn sử dụng bình thường. Bên trong này chúng ta sẽ có thêm một cái dây Bluetooth như này nữa, dây Bluetooth khá là nhỏ gọn các anh nhá, dây Bluetooth này. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái củ nguồn, đây là củ nguồn 12V 1.5A, củ nguồn 12V 1.5A đi kèm theo máy của adapter này. Thì hãng cũng, tất cả các hãng không chỉ là Suka Audio mà tất cả các hãng mà có đi kèm củ nguồn thì họ đều khuyến khích là các bác và anh em chúng ta nên sử dụng củ nguồn đi theo hãng để đáp ứng cái nguồn điện ổn định đi vào thiết bị, giúp cái thiết bị hoạt động trơn tru hơn nhé. Thế nên là các bác và anh em chúng ta tránh là sử dụng củ nguồn rời bên ngoài để làm hư hỏng thiết bị, nên sử dụng củ nguồn này để thiết bị hoạt động được tốt nhất. Đấy, củ nguồn của hãng adapter, nguồn dây khá dài các bạn nhé. Và bên trong này chúng ta sẽ có trang bị là một cặp bóng Mỹ này nữa, cặp bóng Mỹ này, cặp bóng Mỹ ra 5654W này, Make in USA ở đây các bạn nhé, một cặp bóng Mỹ Make in USA ở đây này. Đấy, em sẽ để cặp bóng đây, em sẽ bỏ con này ra, bỏ chiếc đầu giải mã âm thanh này, giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em này. Về cái thiết kế thì nó thiết kế dạng mặt hình chữ nhật như này, đây mặt trắng gương các bạn nhé, mặt trắng gương có thể soi gương trực tiếp luôn này. Suka Audio ở đây bên cạnh này nó là những cái nút nguồn này, đầu tiên nút nguồn này, đấy, cũng là đồng thời là nút select chuyển chế độ. Nhưng mà khi mà các bác và anh em chúng ta có điều khiển rồi thì chúng ta nên sử dụng điều khiển này rất là thuận tiện, tránh là chúng ta phải mỗi một lần lại phải đi ra ấn những cái nút này. Có điều khiển rất là tiện này, select chuyển chế độ này, to nhỏ âm lượng ở đây, và chúng ta sẽ có một ngõ để chúng ta cắm tai nghe nữa các bạn nhé, cắm tai nghe. Mặt trắng gương rất là đẹp này, mặt trắng gương màn hình LED hiển thị để nhìn trực tiếp vào cái máy điện thoại đang quay video cho các bác và anh em chúng ta xem luôn. Mặt trắng gương. Và Suka Audio thì họ sản xuất những cái chiếc đầu giải mã âm thanh thì với thiết kế vỏ là vỏ nhôm sần cát các bạn nhé, vỏ nhôm sần cát tránh bám vân tay này. Ở trên đầu này thì sẽ là hai chân để cắm bóng, hai cái chân để cắm bóng vào,
chức năng dây đen. Và bên cạnh này chúng ta sẽ có một tem để quét mã QR này, bên cạnh này là còn một tem nữa. Thiết kế vỏ hộp hình chữ nhật. Ở dưới này thì có sẽ có 1 2 3 4 cái chân cao su chống rung chấn này. Và đằng sau này các cổng kết nối các anh nhá, cổng kết nối đường in vào, chúng ta sẽ xem đường in trước nhỉ. Xem đường in trước là chúng ta sẽ có một cổng để kết nối PC USB này, một cổng quang học optical này, viết tắt là OPT này, optical ở trên TV đấy, ở trên TV các bác chúng ta kết nối dây quang xuống vào đây. Sau đó out ra âm ly chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ có một đường kết nối nữa là đường coaxial, đường đồng trục ở đây này, và đây là dây để cắm Bluetooth này. Cái dây Bluetooth này thì khá là nhỏ gọn các bác, chúng ta kể cả chúng ta không sử dụng thì cũng nên là xoáy trước vào như này, tránh làm cái rơi mất cái dây Bluetooth này, chúng ta lại phải đi tìm mua lại thì nó hơi cực. Câu RF ở đây là đường để cắm dây Bluetooth này, cổng coaxial này, optical này, PC USB này. Này khi mà đường audio in vào, đường vào âm thanh thì sẽ có giải mã các bác nhé, sẽ có giải mã. Còn đường AUX ở đây thì khi các bác chúng ta chơi AUX thì nó chỉ là một cái dây đèn độc lập thôi, nó không còn giải mã nữa. Đấy. Riêng phần đường AUX này, đường bông sen này, red right trái phải này thì các bác chúng ta audio in vào thì nó chỉ là dây đèn thôi, chứ nó không phải là giải mã nữa. Còn đường out ra sẽ có thêm một đường optical out, đây là đường AV, AUX ở đây nhé. Red right trái phải, một trắng và một đỏ. Như vậy là trên chiếc đầu giải mã âm thanh DAC T1 này thì sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 đường âm thanh vào và 2 đường âm thanh ra, đó chính là đường AUX này và một ngõ để cắm tai nghe ở đây nữa, ngõ để cắm tai nghe. Và tổng quan về những cái dòng sản phẩm này, và chỉ có một số những cái lưu ý khá là nhỏ nhỏ thôi. Khi mà các bác anh em chúng ta về đây, cặp bóng này nếu như mà chúng ta để ý xem những cái chân này nó đã thẳng chưa, nếu chưa thẳng thì chúng ta nên nắn chỉnh nó ra cho nó thẳng lại trước khi cắm vào để tránh làm gãy chân bóng nhé, để tránh làm gãy chân bóng. Bóng này đây là bóng Mỹ, bóng 7 chân. Đấy, chúng ta cắm trực tiếp vào như này thôi. Sau đó cắm nguồn, em cũng sẽ cắm nguồn này để test thử cái chức năng chỉnh bát chép trên chiếc DAC T1 này nó sẽ như thế nào. Đấy, em sẽ cắm nguồn các bạn nhé. Dây nguồn thì chúng ta cắm thẳng trực tiếp điện gia đình thôi. Điện 220, các bác em chúng ta sử dụng điện 100 thì củ nguồn adapter này cũng chơi điện 100 được thoải mái nhé. Em sẽ cắm vào đường sau này. Em sẽ lấy dây quang lên, sẽ kết nối cổng quang lên, đây cổng quang TV xuống này. Cổng quang ở đây, đường ao ra sẽ sử dụng sợi dây AV để ao xuống chiếc âm ly ở dưới. Cắm vào cái điều khiển này thì khi mà mua hàng thì nó chưa có pin để tránh tình trạng cháy nổ trong quá trình vận chuyển thì sẽ không để kèm pin. Các bác và em chúng ta cứ mua một cái đôi pin tiểu như này, đấy pin đũa đấy. Ở ngoài quán tạp hóa cũng rất là nhiều. Cắm vào như này, sau đó sử dụng chiếc điều khiển này để bật trực tiếp thiết bị lên. Ấn nút nguồn. Nguồn màu đỏ bật thiết bị lên này. Khi mà bật nguồn thiết bị màu đỏ lên thì ở trên này những cái chân bóng nó sẽ sáng lên. Và nếu như mà để mà sử dụng cả chức năng giải mã kèm dây đèn thì nên để bóng nó nóng một chút, sau đó chúng ta mới nghe nhạc thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ cho ra mượt mà hơn so với việc là chúng ta nghe luôn thì bóng nó chưa nóng thì âm thanh nó chưa được hay cho lắm. Đấy. Trên này thì các bác và anh em trên chiếc điều khiển thì có thể to nhỏ âm lượng này. Đấy. Tăng âm lượng lên này, nhấn giữ tăng âm lượng, em chưa cho to hẳn lên nhé. To hoàn lên với nút select để chuyển chế độ này. Và sử dụng cổng nào chúng ta sẽ có chơi cổng đó. Ví dụ đây là đang hiện USB, chúng ta đã chuyển sang BT là chuyển cho bắt Bluetooth trên điện thoại này. RCA là đường AUX đằng sau đấy, là chiếc dầu giải mã này nó sẽ biến thành chiếc dây đèn độc lập. Coaxial này, OPT ở đây em đang cắm cổng optical cổng quang thì em sẽ hiện lên bật cổng quang và giải mã là 48 kHz các bạn nhé. 48 kHz là tần số lấy mẫu đấy. Và trên này chúng ta sẽ có thể chức năng là tắt bật chức năng dây đèn, nó là tube ở đây nhé, tube on là bật này, tube off là tắt, em cứ bật lên nhé để cũng test cái chức năng chỉnh bát chép như nào, bát cộng bát trừ, em sẽ để tất cả về không để tí nữa thử chỉnh lên xem nó có thực sự lên hay không nhé. Tube on, tube off này, to nhỏ âm lượng này, mute là tắt tiếng này, select chuyển chế độ tăng giảm bát chép ở đây, display nó chính là tắt màn hình này đi, đấy, tắt màn hình nhưng mà vẫn sử dụng bình thường các bạn nhé, thì bật lên nó tích thì chúng ta bật lên, còn bây giờ em sẽ bật nhạc trên TV lên này. Thử to nhỏ trước các bạn nhé, thử khuếch đại tín hiệu âm thanh lên này. Có thể to nhỏ âm lượng trên này, nó khuếch đại âm thanh lên. Để chỉnh bát chép trên này này, tăng bát lên một chút này. Max là 10 các bạn nhé, max là 10 này, chép lên này. Giảm bass đi một chút xem nó có thực sự giảm không. Đấy, bây giờ thì còn mỗi giải chép thôi, chép đang cộng này,
tour bay off ở đây là bây giờ nó chỉ là một chiếc đầu giải mã độc lập thôi, nó không còn dây đèn nữa. Bây giờ chỉnh bát chép là không có tác dụng các bạn nhé, chỉnh bát chép thì không có tác dụng. Chỉ là bật tour bay on lên thì mới có tác dụng là chỉnh bát chép ở trên này nhé. Nó là chức năng là giải mã kèm dây đèn. Cái chức năng mà chúng ta có thể chỉnh ở trên chiếc đầu giải mã âm thanh Suica Audio với model sản phẩm là DAC T1, và ngay bây giờ em sẽ báo giá trực tiếp trong video để các bác và anh em chúng ta cùng tham khảo, và cũng sẽ là để thông báo những cái phần quà tặng đi kèm cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là về giá thành sản phẩm, một chiếc đầu giải mã âm thanh này kèm dây đèn, một sản phẩm 2-in-1 của Suica Audio sản xuất với model sản phẩm là DAC T1 có mức giá hiện tại là cực kỳ tốt, 2.700.000 đồng các nhá, 2.700.000 đồng. Cái mức giá trước đây nếu như không nhầm nó phải khoảng là gần 3 triệu, gần 3 triệu, nhưng bây giờ mức giá nó chỉ còn là 2.700.000 thôi, 2.700.000. Và khi mua hàng thì em sẽ tặng kèm các bác và anh em, một là các bác và anh chúng ta có thể lựa chọn là một bộ dây AV này, một bộ dây AV nhá, bộ dây AV của Hitachi hàng bãi Nhật, hoặc là một sợi dây quang của Hotech, một sợi dây quang của Hotech chuẩn 2N. Nếu như các bác và anh em chúng ta cần cả này, cả dây AV cả dây quang, thì em sẽ hỗ trợ giá cho các bác và anh em chúng ta mua những cái sản phẩm đi kèm với mức giá cực kỳ hợp lý. Và mọi thông tin chi tiết các bác và anh em chúng ta có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đang hiển thị ở giữa màn hình 0835318889, nhắn tin, gọi điện, hoặc là có thể trực tiếp kết bạn Zalo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.